trong đại dịch Covid-19 thì ngành hàng không là một trong những ngành bị tác động mạnh nhất bởi cái đại dịch này. Các doanh nghiệp hàng không đã không thể tiếp tục các cái đường bay quốc tế cũng như là các cái đường bay giữa các địa điểm nóng trong nước. Chính vì thế cho nên cái hoạt động kinh doanh của các cái doanh nghiệp hàng không rất khó khăn. AZFin Việt Nam nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi về việc có nên bắt đáy ngành hàng không hay không, hay là có nên vào cổ phiếu này hay không để đón cái chờ cái việc là Covid sẽ được ngăn chặn trong tương lai. Thì để làm rõ cái việc có nên đầu tư hay không, hôm nay đại diện cho AZFin Việt Nam thì tôi sẽ chia sẻ về cái đánh giá xem Vietjet làm ăn ra sao trong cái mùa đại dịch này. Thì đây là cái doanh nghiệp hàng không có thể nói là khỏe nhất trong những cái công ty có các cái đường bay vận tải hàng không ở Việt Nam. Đầu tiên chúng ta cần phải đánh giá đó là cái sức khỏe tài chính của công ty này như thế nào. Thì nhìn ở trên đây có thể thấy cái chiếm dụng vốn của công ty này là đang suy giảm. Và công ty này bị chiếm dụng vốn khá nhiều, đặc biệt là từ năm 2019, 2020 và quý 1, 2021. Nó cho thấy rằng Vietjet về cơ bản bị các cái đối tác họ chiếm dụng vốn. Tiếp theo về cái nợ vay trên vốn chủ sở hữu thì của Vietjet hiện nay vẫn ở cái mức tương đối ok, không phải là một cái mức gì quá rủi ro khi đứng ở mức khoảng 75,65%. Tuy vậy, nếu trong tương lai một vài năm kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này đi xuống, thậm chí có thể lỗ, thì cái việc nợ vay trên vốn chủ sở hữu có thể được đẩy lên cao, thì khi đó cái rủi ro nó có thể nhiều hơn một chút. Tuy vậy thì chúng ta cũng còn phải tùy thuộc vào ý chí của ban lãnh đạo của công ty này, xem họ có để công ty lỗ hay không, hay họ sẽ ghi nhận những cái lợi nhuận khác vào làm tăng vốn chủ sở hữu để vẫn đảm bảo cái sức khỏe tài chính được đánh giá là cơ bản ok như thế này. Tiếp theo, cái phần chính hôm nay đó chính là lợi nhuận của Vietjet đến từ đâu và nó có bền vững hay không. Nhìn trên đây chúng ta có thể thấy rằng doanh thu của Vietjet có những mức tăng trưởng rất tốt từ 2016 đến 2018, tăng trưởng rất ấn tượng, rất tốt. 2019 thì nó chậm trở lại, 2020 thì giảm rất mạnh do Covid-19, quý 1 2021 thì cũng giảm cực mạnh do Covid, chỉ đạt có 4.049 tỷ mà thôi. Tương tự như vậy, giá vốn hàng bán của cái năm 2020 và năm 2021, quý 1 2021 tăng rất mạnh, cao. Do đó khiến cho lợi nhuận gộp của công ty này năm 2020 đã lỗ 1.412 tỷ, quý 1 2021 đã lỗ 1.014 tỷ. Đó. Thì đấy là cái co kinh doanh của công ty bị lỗ rất lớn như vậy. Từ cái mức 7.492 tỷ đỉnh năm 2018 thì đến quý 1 2021 chỉ riêng một quý thôi là âm 1.014 tỷ. Trong cái lợi nhuận gộp âm 1.014 tỷ của quý 1 2021 thì có tới 362 tỷ lợi nhuận từ chuyển nhượng máy bay. Như vậy nếu mà không có cái lợi nhuận từ chuyển nhượng máy bay thì công ty này sẽ không phải là âm 1.014 tỷ mà sẽ là âm 1.376 tỷ. Tương tự như vậy với năm 2020 thì lợi nhuận gộp nếu không tính chuyển nhượng máy bay thì nó âm lên đến 2.157 tỷ cơ. Tức là Vietjet về cơ bản cái co kinh doanh của nó cũng đang bị ảnh hưởng rất nặng và cũng lỗ tương đối nhiều. Thì cái tỷ lệ lợi nhuận gộp từ chuyển nhượng máy bay, từ bán máy bay trên tổng cái lợi nhuận gộp của Vietjet là khá là cao. Năm 2016 nếu như chỉ chiếm có 39% thì 2017 chiếm tới 52%, 2018 chiếm 39% và 2019 chiếm tới 68%. Như vậy có thể thấy rằng lợi nhuận từ việc chuyển nhượng máy bay của Vietjet thậm chí còn cao hơn cả lợi nhuận từ hoạt động vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa vân vân và các cái dịch vụ liên quan. Đó. Và thậm chí trong quý 1 2021 cũng như trong năm 2020 thì kết quả lợi nhuận gộp từ chuyển nhượng máy bay cũng đã
vớt vát làm cho bớt âm đi cái kết quả của công ty. Thì biên lợi nhuận gộp của công ty này đạt đỉnh vào 2017 và đang suy giảm và đạt mức âm rất lớn trong quý 1 2021. Thì để bóc tách thêm về cái kết quả kinh doanh đến từ đâu thì chúng ta sẽ cùng xem cái doanh thu tài chính của công ty này. Có thể thấy rằng là trước đây doanh thu tài chính của Vietjet không đáng kể. 145 tỷ 2016, 119 tỷ 2017, 332 tỷ 2018. Nhưng từ 2019 là bắt đầu cao hơn, lên đến 780 tỷ năm 2019, 970 tỷ năm 2020. Và đặc biệt trong quý 1 2021 nó đã lên đến 1.395 tỷ. Đây cũng là nguyên nhân lý giải vì sao lợi nhuận của Vietjet này năm 2020 này âm ít như thế và quý 1 2021 thậm chí còn dương. Bên cạnh đó thì quý vị nhìn thêm vào dòng lợi nhuận khác. 2019 Vietjet ghi nhận thêm 721 tỷ lợi nhuận khác và 2020 ghi nhận tới 1.773 tỷ lợi nhuận khác. Từ đó giúp cho Vietjet bớt lỗ, lỗ còn có 244 tỷ năm 2020. Tương tự như thế, quý 1 2021 thì cái lợi nhuận khác nó không quá nhiều, nó chỉ là 38 tỷ thôi, nhưng mà cái lợi nhuận tài chính của đó lên đến hơn 1.300 tỷ. Từ đó nó mới giúp lợi nhuận của quý 1 Vietjet là vẫn đạt 115 tỷ trước thuế. Thì nếu mà chỉ nhìn vào cái dòng lợi nhuận không thì chúng ta có thể thấy rằng Covid ảnh hưởng không nhiều đến Vietjet, đúng không ạ? 2020 HVN lỗ cả chục ngàn tỷ mà Vietjet lỗ có 244 tỷ. Và 2021 riêng quý 1 HVN lỗ vài ngàn tỷ rồi, 4 ngàn tỷ rồi, thì Vietjet vẫn lợi nhuận 115 tỷ. Nhưng thực tế như tôi đã trình bày ở phía trên, tổng cái lợi nhuận ngoài cốt lõi năm 2020 của Vietjet lên đến 2.324 tỷ. Không hề ít. Rồi là năm 2021 thì đã lên đến 1.353 tỷ. Rất lớn. Thì cái tỷ trọng lợi nhuận ngoài cốt lõi, tức là lợi nhuận không phải là từ hoạt động kinh doanh chính ấy, lợi nhuận có thể điều chỉnh ấy, thì năm 2016 là 38.8%, 2017 là 56.6%, 2018 là 40.7%, 2019 thì lên đến 94.3% trong cái lợi nhuận trước thuế. Và thậm chí 2020 thì cái lợi nhuận này nó còn cực lớn cơ, nhờ có tổng lợi nhuận ngoài cốt lõi 2.324 tỷ mà Vietjet âm có 244 tỷ. Còn nếu không có lợi nhuận ngoài cốt lõi này thì tôi tin rằng lợi nhuận của Vietjet có thể âm lên đến 2.700 tỷ năm 2020. Tương tự như vậy, ở quý 1 2021 lợi nhuận ngoài cốt lõi là 1.353 tỷ. Nếu không có cái lợi nhuận ngoài cốt lõi lớn đến như thế này thì Vietjet đâu đó cũng sẽ âm khoảng hơn 1.200 tỷ trong quý 1 năm 2021 này. Đó. Qua đây có thể thấy rằng Vietjet cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, chứ không phải là không ảnh hưởng gì hoặc ảnh hưởng ít. Và nếu dịch bệnh vẫn cứ tiếp tục như thế này thì tôi cho rằng Vietjet sẽ còn bị ảnh hưởng nhiều hơn nữa trong tương lai. Đặc biệt là khi cái nguồn lợi nhuận ghi nhận từ bán máy bay trong quá khứ nó đã được ghi nhận trong quá khứ rồi, thì trong tương lai thì Vietjet sẽ phải trả lại thông qua một cái gì đó. Ví dụ thông qua giá vốn cao hơn, ví dụ thông qua cái khoản lợi phải thu khác sẽ bị mất, không còn nữa. Thì gánh nặng trong tương lai của Vietjet sẽ không hề nhẹ, thậm chí rất lớn, rất nặng nề. Và đặc biệt với cái tình hình Covid khiến cho ngành hàng không thể cất cánh được, thì các cái hợp đồng mua máy bay của Vietjet cũng như các cái hợp đồng chuyển nhượng máy bay của Vietjet nó sẽ quay trở lại là một cái gánh nặng vô cùng lớn đối với công ty này. Đó là gánh nặng vô cùng lớn. Tiếp theo ạ, vậy thì dòng tiền của Vietjet liệu có ok không? Thì có thể thấy dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietjet dương tương đối tốt từ 2016 đến 2018 và công ty cũng có lợi nhuận tốt, cộng thêm báo hàng tương đối. Nhưng mà 2019, 2020 và 2021 âm rất lớn. Nguyên nhân đến từ cái việc hoạt động kinh doanh của nó không thực sự.
Năm 2019 thì có cái lợi nhuận sau thuế dương khá lớn, nhưng mà nó bị chiếm dụng vốn rất nhiều thông qua các cái khoản phải thu tăng rất mạnh. Phải thu này chính là liên quan đến cái khoản ghi nhận lợi nhuận từ bán máy bay. Khi ghi nhận đó thì họ lại đồng thời ghi nhận luôn khoản phải thu khác. Và sau khi cái thời gian thuê máy bay xong thì khoản phải thu khác thì thuộc về bên cho thuê máy bay. Thế thành ra Vietjet sẽ phải ghi nhận các cái khoản lỗ khác trong tương lai khá lớn từ cái việc ghi nhận lợi nhuận máy bay trước. Rồi đến 2020 do tình hình kinh doanh rất kém, do đó là âm hơn 3.000 tỷ tiền. Quý 1 2021 thì âm hơn 400 tỷ tiền. Còn hoạt động đầu tư của Vietjet thì trong những năm gần đây thì bớt đầu tư rồi. Trong năm 2020 thậm chí còn thu hồi đầu tư. Đó. Còn mấy năm trước thì có đầu tư khá mạnh, nhưng mà từ 2021 thì chúng tôi cho rằng đầu tư sẽ không nhiều nữa. Bởi vì cái việc cung máy bay bây giờ về cơ bản nó còn dư so với cầu. Kể cả dịch bệnh có sớm được dập tắt đi chăng nữa thì cái ngành hàng không cần phải ít nhất mất vài năm để trở lại như trước đó. Và chi phí nó trở lên đắt đỏ và cao hơn. Tiếp theo thì những năm trước hoạt động tài chính sẽ được huy động để bù cho cái việc đầu tư. Còn những năm gần đây thì hoạt động tài chính về cơ bản là từ 2020 đến nay thì nó không đóng góp đáng kể. Do công ty này họ cơ cấu từ hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Và chúng ta quay trở lại cái phần sức khỏe tài chính, có thể thấy cái tiền và tương đương tiền của Vietjet do 2020 dịch bệnh kéo dài 2021 nữa. Chính vì thế nó làm cho cái tiền của Vietjet cơ bản cũng đang hao dần, không còn dư giả nhiều tiền như trước. Thì với cái việc Covid ngày càng khó khăn hơn thì quý 2 dự là cái tình hình của Vietjet cũng sẽ còn khó khăn hơn nữa rất nhiều. Thì ở đây chúng ta có thể thấy cái tình hình kinh doanh của Vietjet, tức là họ đang ghi nhận những cái lợi nhuận khác. Đầu tiên là lợi nhuận bán máy bay, tiếp theo lợi nhuận tài chính, tiếp theo lợi nhuận khác. Làm sao để cố gắng bảo vệ cái kết quả của kinh doanh của công ty. Bởi vì khi công ty đã niêm yết, đã lên sàn thì các cổ đông áp lực rất lớn. Nếu họ không tìm mọi cách bảo vệ thì rất có thể xảy ra những cái phong trào bán tháo cổ phiếu Vietjet ở trên sàn. Và khi đó cái kết cục xảy ra thì nó không hề đơn giản. Thậm chí có những trường hợp còn mất tới 70-80-90% giá trị vì bị bán tháo. Thì do đó là ban lãnh đạo của Vietjet, họ là một công ty tư nhân, thì họ hoàn toàn có thể làm những cái chuyện này để nhằm bảo vệ cái lợi ích của cổ đông cũng như là của cái hãng hàng không đó. Vậy từ trên những cái đánh giá trên thì chúng ta sẽ đi cụ thể hơn vào cái báo cáo năm 2020 để quý vị và các bạn thấy rõ cái tình hình kinh doanh ở trên cái báo cáo kết quả kinh doanh của họ. Đây chúng ta có thể thấy rằng doanh thu năm 2020 đây còn có 18.000 tỷ so với 50 tỷ năm trước, đúng không ạ? Giá vốn hàng bán thì lên đến 19.6 nghìn tỷ, tức là cao hơn doanh thu, đúng không ạ? Làm lợi nhuận gộp âm 1.412 tỷ so với trước là 5.627 tỷ, đúng không ạ? Doanh thu tài chính năm ngoái thì có 700, năm 2019 có 780 tỷ thì năm nay có những 970 tỷ, tức là nó lớn. Chi phí tài chính thì giảm bớt, đúng không ạ? Rồi tiếp theo lợi nhuận khác đây nó lên đến 1.780 tỷ, cao hơn hẳn mức 721 tỷ năm 2019. Thì chúng ta cùng tìm hiểu xem trong cái doanh thu này thì bao nhiêu phần đến từ máy bay, bán máy bay. Bởi vì cái phần bán máy bay ấy thì trong tương lai sẽ phải trả lại, chứ nó không đơn giản. Tiếp theo rồi phần lợi nhuận khác đến từ đâu, lợi nhuận tài chính đến từ đâu thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu. Đó là số thuyết minh số 27, 29 và 33. Đó, thì chúng ta sẽ xuống ạ. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với cái thuyết minh số 27. Đó là kết cấu doanh thu đến từ đâu. Thì đây chúng ta có thể thấy doanh thu từ vận chuyển hành khách, tức là doanh thu cốt lõi đấy, từ 10.753 tỷ năm 2019 còn 4.600 tỷ năm 2020 thôi. Đó, thì trong đó nội địa, đó là nội địa, còn quốc tế đây giảm từ 14.692 tỷ còn có 2.705 tỷ. Thì qua đây có thể thấy tỷ trọng quốc tế nó đóng góp tới cao hơn so với nội địa rất nhiều của Việt Nam. Và đặc biệt lần này nó bị ảnh hưởng cực kỳ lớn như thế thì ảnh hưởng quốc tế thậm chí ảnh hưởng lớn hơn. Còn trong quý 1 2021 nó còn lớn hơn nữa. Tiếp theo doanh thu từ hoạt động phụ trợ, tức là liên quan đến việc bay đấy,
thì năm ngoái là 11.307 tỷ thì năm nay còn có 6.170 tỷ thôi. Đó. Còn doanh thu từ cho thuê máy bay thông thường thì nó còn có 161 tỷ mà thôi. Đó, tổng doanh thu của cái vận chuyển hành khách này thì nó lên đến 10, nó là 13.650 tỷ so với mức 37.000 tỷ năm trước. Tiếp theo là doanh thu từ chuyển nhượng sở hữu máy bay đây. Cái này thì cần phải đánh giá. Thì năm 2019 công ty này ghi nhận 12.000 tỷ từ chuyển nhượng máy bay cơ. Đó, đây là một nghiệp vụ để mà ghi nhận lợi nhuận cho nó cao hơn. Thì năm nay còn có 3.000 tỷ. Thì chúng ta chú ý rằng cái giá vốn hàng bán. Chú ý rằng giá vốn hàng bán. Đó. Giá vốn hàng bán của cái hoạt động máy bay là bao nhiêu? Đây, chúng ta cùng nhìn nhé. Ok. Thì ở trường hợp này, ok, công ty không có ghi rõ. Không có ghi rõ. Đây, giá vốn của chuyển nhượng sở hữu máy bay đây. Nếu năm trước ghi nhận doanh thu 12.014 tỷ thì giá vốn có 8.181 tỷ. Tức là riêng năm 2019 ghi nhận lợi nhuận từ bán máy bay lên đến gần 4.000 tỷ. 2020 thì ghi nhận ít hơn, khoảng độ 800 tỷ, hơn 700 tỷ. Hơn 700 tỷ. Thì nếu Covid xảy ra rất khó khăn thì cái hoạt động này sẽ rất khó ghi nhận nữa. Thì kết quả kinh doanh của Vietjet sẽ sụt giảm rất mạnh. Và hơn nữa, những năm trước khi phải ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng máy bay thì đồng thời với đó là khoản phải thu của công ty sẽ ghi nhận cao hơn rất nhiều. Và trong tương lai khoản phải thu sẽ mất đi. Thì công ty có thể phải ghi nhận cái khoản lỗ trong tương lai như thế rất lớn từ những cái lợi nhuận ghi nhận từ máy bay này. Tiếp theo, chúng ta đến với doanh thu từ hoạt động tài chính. Đó, thì ở đây chúng ta thấy xuất hiện một cái cột mà các năm trước không có. Đó là doanh thu từ bán quyền mua cổ phiếu 500 tỷ. Đó. Thì không hiểu là quyền mua gì mà nó lại lắm thế 500 tỷ. Đúng không ạ? Thì có thể đây là một cái kỹ thuật để giúp cho lợi nhuận của công ty họ có. Hoặc giảm bớt lỗ để từ đó bớt ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên sàn. Đó. Thì cụ thể là bán quyền mua cổ phiếu gì thì thuyết minh 4A là họ sẽ giải thích cho. Được chưa ạ? Ok, còn những cái khác thì là những năm trước có thông thường. Đó. Tiếp theo, về cái phần thu nhập khác. Đây ạ. Thì thu nhập từ chuyển nhượng dự án thì cũng không biết là Vietjet có được dự án gì. Mà năm nay tự nhiên có, ghi nhận thu những 793 tỷ. Rồi là thu nhập từ bồi thường, không biết bồi thường gì lên đến 557 tỷ. Quý vị muốn biết là gì thì ở đây họ có các hợp đồng sao để họ giải thích đây. Thì ví dụ thu nhập từ chuyển nhượng dự án. Đây là khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền kinh doanh và khai thác tòa nhà Vietjet Plaza của tập đoàn cho một bên liên quan khác, và tập đoàn đã nhận 400 tỷ cho việc chuyển nhượng này. Đó, theo đó tập đoàn đã thanh lý hợp đồng thuê tòa nhà Vietjet Plaza với tổng công ty Trường Sơn Plaza. Đúng không ạ? Thì trước đây, nói tóm lại là đây là việc chuyển nhượng lại những cái tài sản của công ty. Đúng không ạ? Đây chuyển nhượng. Rồi tiếp theo cái thứ hai, đây là thu nhập từ chuyển nhượng, thu nhập từ bồi thường. Đây là liên quan đến khoản thu nhập bồi thường thiệt hại được hưởng từ một nhà cung cấp tàu bay. Đó, thì được thêm 500 tỷ. Đó, thì khoản lợi nhuận khác, lợi nhuận tài chính bất thường như ở trên thì thường nó sẽ không diễn ra lâu dài. Thường nó sẽ không diễn ra lâu dài. Chính vì thế cho nên trong tương lai nếu để còn duy trì lợi nhuận cho Vietjet thì công ty vẫn buộc phải tìm thêm nhiều nguồn lợi nhuận khác nữa để ghi nhận, có thể bù vào đây. Vì vậy thì chúng tôi lưu ý rằng cái lợi nhuận này nó sẽ không bền vững. Chúng ta sẽ cùng xem cái khoản phải thu của công ty này. Đây ạ, mời quý vị cùng xem nhé. Rồi, nguồn vốn của công ty ví dụ năm 2019 là lên đến 33.900 tỷ. Nợ ngắn hạn cũng rất nhiều đây. Vân vân. Thì đây chúng ta xem khoản phải thu ở phía trên này. Đó, trong cái phần tài sản đây. Thì khoản phải thu đâu ạ? Đây, khoản phải thu ngắn hạn của công ty năm trước lên đến 16.000 tỷ. Thì trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng là 7.600 tỷ. Và phải thu ngắn hạn khác lên đến 8.300 tỷ. Năm nay, quý 1 năm 2020, thì khoản phải thu khác lên 12.000 tỷ. Thì những cái vấn đề này nó đều liên quan đến việc chuyển nhượng máy bay để ghi nhận được. Chú
chúng ta cần phải lưu ý đó là Duyên Minh chiếm 7. À, tương tự chúng ta xuống xem các cái khoản phải thu dài hạn xem nó thế nào. Đây, các khoản phải thu dài hạn của công ty cũng cực lớn, rất lớn. Phải thu khác cũng lên đến 14.000 tỷ 2019. 2020 là 12.470 tỷ. Như vậy chúng ta nhìn thấy 2020 chẳng hạn là 12.470 tỷ cộng với 12.138 tỷ. Như vậy nó sẽ là 24.600 tỷ. 600 tỷ. Thì đó là cái khoản nào? Có rủi ro thì không? Đấy là thuyết minh số 7A và 7B. Chúng ta cùng kéo xuống. Đây. Chúng ta tới rồi đây. Vâng, đây 7B, đúng không? 7A đây. Phải thu khác đây. Đặt cọc tàu mua tàu bay 12 tháng tiếp theo, đúng không? Đúng không? Vân vân. Tiếp theo là những cái khoản khác đây. Rất nhiều các khoản. Hơn 8.000 tỷ. Hơn 8.000 tỷ. Rồi bên liên quan 4.000 tỷ. Vân vân. Rồi tiếp theo các khoản phải thu khác nữa đây. Dài hạn đây thì là 12.000 tỷ. Gồm có đóng góp vào quỹ bảo dưỡng máy bay lên đến 6.800 tỷ. Vân vân. Đó thì những cái khoản phải thu khác này thì Vietjet bị chiếm dụng rất lớn, khiến cho cái tỷ lệ chiếm dụng vốn của Vietjet như chúng ta thấy ở đây nó rất là cao. Tức là ông ấy chiếm dụng được có 59% thôi, còn bị chiếm dụng 100%. Đó. Thì nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cái tình hình tài chính của chúng ta. Thì trên đây là những cái đánh giá của tôi về cái kết quả kinh doanh của Vietjet. Thì AZFIN cũng đưa ra các cái kết luận như sau. Đầu tiên, Vietjet là hãng hàng không năng động và tiềm lực tài chính mạnh nhất Việt Nam. Tuy vậy thì Covid-19 nó cũng không tha được. Do đó nó tác động rất nặng nề đến cái kết quả kinh doanh của công ty. Cụ thể như chúng ta thấy, cái lợi nhuận của công ty lỗ rất nhiều. Nếu không có khoản lợi nhuận từ đột biến từ tài chính và lợi nhuận khác thì Vietjet năm 2020 có thể lỗ lên đến khoảng gần 3.000 tỷ. Và 2021 trong quý 1 có thể lỗ lên đến 1.300 tỷ, 1.400 tỷ. Thứ hai là để có thể giữ vững được thương hiệu và đáp ứng được yêu cầu khác về cổ phiếu, nên Vietjet cũng đã bổ sung các cái nguồn lợi nhuận khác để tránh đưa công ty vào diện cảnh báo hay kiểm soát hay là không được vay margin hay vân vân. Đó thì công ty cũng họ cũng gọi là ghi nhận về vấn đề lỗ lực đối với những cổ đông đã sở hữu. Thứ ba là trong tương lai thì do dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp ở Việt Nam, cũng rất phức tạp. Mỗi ngày hiện nay ở đầu tháng 6 năm 2021 mỗi ngày từ 70 đến 100 ca thì cũng rất phức tạp. Và chúng ta cần phải sống chung với lũ, vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch, chứ không thể đóng cửa nền kinh tế được. Thì do đó nó còn khá phức tạp. Và chính vì thế cho nên ngành hàng không còn khó khăn rất nhiều nữa. Bởi vì ngành hàng không thực sự chỉ có thể là cất cánh trở lại khi mà Covid gần như được kiểm soát hoàn toàn 100%. Đó. Chính vì thế cho nên Vietjet vẫn còn rất nhiều khó khăn. Thậm chí hoạt động kinh doanh lõi, cốt lõi đấy, có thể bị lỗ nhiều hơn nữa trong quý 2, quý 3 2021. Và thứ tư, việc mua máy bay liên tục và ghi nhận lợi nhuận bán máy bay lớn, nó sẽ đè nặng, nó sẽ có áp lực đè nặng lên vai Vietjet trong những năm tới về cái câu chuyện làm sao để có nguồn lợi nhuận cho công ty, đảm bảo cho giá cổ phiếu. Vì hoạt động máy bay về cơ bản đó là ông lấy lợi nhuận của tương lai ông ghi vào hiện tại để cho hiện tại kết quả kinh doanh tốt. Thì như vậy phần tương lai thì ông phải trả lại. Thì tất nhiên đây là một hoạt động bình thường của các cái hãng hàng không. Tuy vậy nếu chúng ta đánh giá kỹ có thể thấy rằng rủi ro nó đẩy về tương lai. Và từ những cái đánh giá trên thì AZFIN cho rằng về mặt cơ bản và dưới con mắt thận trọng của mình thì Vietjet chưa hấp dẫn để đầu tư lâu dài cho nhà đầu tư. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi đối với quý vị quan tâm đến cái cổ phiếu Vietjet trong cái lĩnh vực hàng không này. Thì cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái clip tiếp theo.